Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là vài chiếc thùng H1 2015, hiện tại đang có sẵn là 2 đôi. Và vừa một chiếc MB trong nhà, các bác nhìn trong nhà, một chiếc kia, một chiếc đây là vỏ hoàn chỉnh. Còn đây là những chiếc này là đã bắn lưới, các bác nhìn lưới nhá. Đấy, đã bắn lưới, lưới vải nhá. Đặt lưới sắt thì số lượng ép lớn quá em không làm được, em bắn lưới vải. Đây là thùng đã sơn, nó như thế này, sơn theo kiểu là sần hạt là kiểu giả cát nhé các bác nhá, sần là theo kiểu hạt là giả cát, sở thùng của nó rất là mịn. Đấy, nhưng mà đến lúc mà trời nó không nắng nữa thì sở nó kiểu gai gai gai. Đấy, cái thùng này bê thì không sợ xước đứt tay như các loại thùng trên thị trường. Đây là cái phía mặt sau này các bác này, H1 2015. Hiện tại bên em đang bán combo cả thùng cả phân tần là vào 5.400.000 một cặp, vào ship cả thùng cả phân tần các bác nhá. Đấy, thùng như này rất to, rất hoành tráng. Và mẫu này hiện tại đang có sẵn tại cửa hàng. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Cấu tạo là gồm 2 bát 15 inch trên một thân thùng và một hom chắc kèn này ở giữa. Con này thì nó chỉ đẩy tiếng đi xa thôi, chứ còn gần thì không nghe được. Gần như là chả có loa nào nghe được. Với những dòng em làm lên thì gần như không nghe được. Nó kêu rất to mồm. Đấy, ngay kể như là cái T12 kia thôi kêu cũng rất là to mồm rồi, chứ đừng có nói là cái dòng hát này, dòng hát này kêu còn gớm hơn nữa. Dòng T thì là phiên bản thu nhỏ, nó chỉ được cái tiếng beat ram thôi, tiếng trung âm đi, tiếng tép thì là rất tốt thôi. Thế còn là tiếng trung trầm thì tất cả không có nào vượt được con này. Giải trung trầm con này thể hiện rất sâu, rất dày và cực kỳ ấm tiếng. Trên lý thuyết, nếu như một cặp này bên em setup lên cho các bác đi làm thì nó sẽ ngang với một hai cặp array, ngang với thường thường là hai cặp array 30 hoặc là hai cặp array 40. Đấy, nếu mà đúng về trình độ chuyên môn setup. Còn nếu các bác đang dùng array kể cả 3 cặp dây 40 ấy, chưa chắc ăn được một đôi này đâu. Thực tế mà nói, các bác nào đã trải nghiệm rồi thì các bác biết ấy, nó kêu rất là gớm mặt luôn. Thùng này nhá, đấy, các bác nhìn cái sơn này đấy. Sơn này, ôi máy điện thoại nóng ra lên rồi các bác ạ. Quay không chắc đã thấy được những chi tiết nhỏ nhất. Thùng em làm thì vẫn là trong cái tầm gọi là tầm trung và đẹp thôi, chứ không được tuyệt vời như các thùng khác, như các đơn vị khác. Đơn vị khác thì họ làm sơn nó rẻ tiền hơn bên em. Và sơn bên em thì loại sơn cao cấp, sơn này là nhập khẩu luôn. Đây tiện đây em quay cho các xem cái thùng sơn. Quảng cáo luôn hộ cái hãng sơn này nhá. Sơn em đang sử dụng là Hi-Fi Decor. Hi-Fi Decor. Có tem mác nhà máy đâu ấy. Hôm trước bóc ra rồi được. Có thùng có tem đấy, hôm trước như bóc ra rồi rồi. Hoặc là nước mưa nó vào đâu. Bị bong cái tem rồi. Tem nhập khẩu chính hãng, có đồng hoàng luôn. Sơn của em là nhập từ Trung Quốc, nhập khẩu chính hãng, giá không hề rẻ. Nếu như so với giá bán lẻ trên thị trường thì thường thường cái loại 170.000 một cân ấy là khá là ok rồi. Nhưng cái loại sơn này ấy, thì nó gần 300.000 một cân nếu mà tính ra giá bán lẻ. Nếu như các bác nào có mua cái loại sơn này của em về, các bác không thể làm được đâu. Năn còn chả năn được, nó đặc cực kỳ luôn. Và cái dây chuyền để sử dụng được cái sơn này nó cũng rất là nặng nhằng. Như bên em thì sử dụng một bình nén dung tích 40 lít. Phải sử dụng 2 luồng hơi của 2 cái bình nén khí mới bắn được. Còn như bình thường là không bắn được. Đấy, nói luôn các bác thế. Ok, giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi, giá đọc rồi. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.